Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn cách kiểm tra bể lọc sinh học. Để bể lọc được hoạt động tốt, trước tiên ta kiểm tra tủ điện điều khiển của bể lọc xem có điều gì bất thường hay không. Tiếp đến ta kiểm tra toàn bộ hệ thống của bể lọc xem có bị rò rỉ hay không. Ta kiểm tra hệ thống ống các tay van đầu vào của bể lọc. Tiếp đến ta kiểm tra khớp nối giữa động cơ và đầu đẩy. Kiểm tra hệ thống nọc xốp của hệ thống xem có được tốt hay không và hiệu quả hay không. Tiếp đến ta kiểm tra bể lắng đọng của hệ thống lọc có điều gì bất thường hay không. Các hệ thống ống và giá đỡ của đầu đẩy vào bể có được an toàn hay không? Máng cáp điện dẫn vào tủ điều khiển của bể lọc có bị rò điện hay không? Tiếp đến ta kiểm tra hệ thống ống thông khí của bể lọc xem có điều gì bất thường hay không. Sau đó ta kiểm tra hệ thống xả các van của bể lọc có được an toàn hay không. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách kiểm tra bể lọc sinh học. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.